Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép Khanh Béo TV xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể các cô chú anh chị, toàn thể các quý vị và các bạn có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Sau đây thì Khanh Béo TV tiếp tục cập nhật lễ tang của em Lê Ngọc Trâm. Em Lê Ngọc Trâm sinh năm 1987, không may em mắc phải một căn bệnh quá hiểm nghèo và đã không qua khỏi, nay đã chút đi hơi thở cuối cùng về với tổ tiên. Sau đây thì lễ tang của em diễn ra như thế nào? Khanh Béo TV xin được kính mời các quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem. Vâng, kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Khanh Béo TV lại cập nhật lễ tang của em Lê Ngọc Trâm. Em Lê Ngọc Trâm sinh năm 1987. Trong thời gian vừa qua, em thấy trong người mệt mỏi và chồng con cũng đã đưa em tới bệnh viện để thăm khám. Và các y bác sĩ đã phát hiện em bị căn bệnh ung thư. Và từ đó thì gia đình cũng ngày đêm cùng các y bác sĩ tận tình chăm sóc và cứu chữa. Song vì căn bệnh ung thư quá nặng và cộng thêm sức cùng lực kiệt, em đã không qua khỏi và đã chút đi hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ 0 phút ngày 10 tháng 5 năm 2022, tức là ngày 10 tháng 4 năm Nhâm Dần. Em hưởng dương 36 tuổi. Đây là một sự mất mát, đau thương mà không có gì có thể bù đắp được đối với gia đình của em ngày hôm nay. Em ra đi thì bố mẹ mất đi một người con có hiếu và luôn tận tình chăm sóc bố mẹ. Và người chồng của em mất đi một người vợ thủy chung, hết lòng thương yêu chồng con. Và các con mất đi một người mẹ mà hàng ngày vẫn chăm sóc cho các con từng miếng ăn giấc ngủ. Từ khi phát hiện ra căn bệnh thì chồng con cũng đưa em đi khám chữa bệnh khắp mọi nơi, từ bệnh viện gần cho đến bệnh viện xa, cũng mong sao em được gặp thầy gặp thuốc để có thể quay trở lại hòa nhập với gia đình. Nhưng kính thưa các quý vị và các bạn, cuộc sống con người sinh ra thì mỗi người một số mệnh khác nhau, cũng không ai biết trước là ngày mai thì chúng ta sẽ ra sao. Bởi vậy trong cuộc sống thì có sinh ắt phải có tử, nhưng sự ra đi của em còn quá trẻ, để lại cho gia đình một gánh nặng cho người chồng và cảnh gà trống nuôi con. Mấy năm gần đây thì vợ chồng em làm ăn kinh tế cũng đang tiến đà tới phát triển, nhưng ngày hôm nay em lại lâm vào căn bệnh hiểm nghèo này. Thật sự quá đau lòng mà không biết làm sao được. Người chồng buồn bã ngồi trên giường và nhìn vợ với ánh mắt mà không ai có thể cầm được lòng. Và người cha cũng nhìn con với những giọt nước mắt đau thương mà không sao cứu được nổi con mình. Và các con của em chỉ biết nhìn mẹ ra đi mà không biết làm gì được. Bao nhiêu năm nay thì cuộc sống của gia đình thì đang phát triển đi lên. Một ngày hôm nay thì cũng chuẩn bị tới ngày các con khôn lớn, thì em lại mãi mãi rời xa nơi này. Em về với tổ tiên không một lời từ biệt. Kính thưa các quý vị và các bạn, vậy nên con người chúng ta sống trên trần gian, ai còn khỏe mạnh, còn được sống trên trần gian thì là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Vậy nên mọi người hãy yêu thương nhau và hãy che chở cho nhau, hãy đùm bọc nhau
giúp đỡ nhau để có một cuộc sống hạnh phúc và ngày một phát triển. Không nên sân si, không nên ganh đua và danh lợi, để rồi sau này chúng ta không may cô về thế giới bên kia thì chúng ta không phải ân hận những việc mà chúng ta đã làm trên trần thế. Ngày hôm nay em Lê Ngọc Trâm ra đi vì căn bệnh này, quả là đáng tiếc. Em sống với bà con hàng xóm thì được bà con hàng xóm tin yêu, quý trọng và giúp đỡ rất nhiều. Sống với chồng con, em luôn là một người vợ thủy chung, son sắc và luôn chăm lo cho gia đình. Và em cũng là một người mẹ, sớm tối hàng ngày vẫn chăm sóc cho các con từng miếng ăn giấc ngủ. Nhưng đối với cha mẹ, em luôn là một người con hiếu thảo và luôn luôn chăm sóc cha mẹ. Đến ngày hôm nay em không còn nữa, quả là đáng tiếc cho gia đình ngày hôm nay. Vâng, kính thưa các quý vị và các bạn, xin được cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn, các cô chú anh chị trong thời gian vừa qua cũng đã xem và ủng hộ Khanh Béo TV. Sau đây lễ tang diễn ra như thế nào, Khanh Béo TV xin được kính mời các quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem.